quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 883 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho công dân khi đến giao dịch tại trung tâm. Không còn cảnh đông đúc công dân đến trung tâm phục vụ hành chính công như thời điểm trước ngày 30 tháng 4 khi dịch bệnh COVID-19 chưa lan tới địa bàn tỉnh Hưng Yên. Một phần do người dân tự hạn chế việc tiếp xúc với xã hội khi không thực sự cần thiết. Nhưng đây cũng là kết quả do trung tâm phục vụ hành chính công đã áp dụng biện pháp giãn cách để bảo đảm an toàn trước dịch bệnh COVID-19. Trung tâm phục vụ hành chính công đã chia cái việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ra luân phiên 50% thực hiện buổi sáng và 50% thực hiện buổi chiều. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã yêu cầu các cán bộ công chức viên chức tiếp nhận hồ sơ tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh và tăng cường cái việc nhận kết quả hồ sơ tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm tải lượng khách đến giao dịch tại trung tâm. Ngoài áp dụng các biện pháp giãn cách nêu trên, công dân đến làm thủ tục đều phải khai báo y tế đầy đủ, đo thân nhiệt, sát khuẩn y tế sau mới được vào trung tâm. Bên cạnh việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, các cán bộ làm việc tại trung tâm còn tận tình hướng dẫn công dân sử dụng chuyển phát tại nhà để hạn chế tiếp xúc xã hội, bảo vệ bản thân trước đại dịch. Hôm nay thì em đến đổi giấy phép lái xe do bị hỏng, thì sau đấy thì làm bên của hướng dẫn có hướng dẫn là sang gửi về địa chỉ tận nhà. Cái này rất tiện lợi, thì em có đăng ký bên quầy bưu điện ạ. Thì mọi người làm thủ tục rất nhanh gọn, không vấn đề không mắc gì. Trước đây khi mà dịch bệnh chưa diễn ra thì trung bình lượng khách giao dịch tại trung tâm khoảng 500 khách trên một ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch và những biện pháp phòng chống dịch của trung tâm thì hiện nay lượng khách giao dịch thực hiện tại trung tâm đã giảm đáng kể xuống còn khoảng từ 200 đến 300 lượt giao dịch một ngày. Tuy nhiên là lượng hồ sơ trực tuyến và lượng yêu cầu trả kết quả tại nhà đã tăng lên khoảng 15-20%. Từ kết quả ban đầu này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, việc làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử đã được lực lượng công an các địa phương triển khai tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu cấp 50 triệu căn cước trước tháng 7 này của Bộ Công an. Còn có sự vào cuộc của bộ phận một cửa của các địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục Cải cách hành chính tại huyện Khoai Châu. Mới hơn 8 giờ sáng, bộ phận một cửa thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp của Ủy ban nhân dân huyện Khoai Châu đã tiếp nhận và hướng dẫn cho 9 công dân đến đăng ký xin điều chỉnh thông tin lý lịch tư pháp cá nhân. Nguyên nhân phát sinh đột biến thủ tục này đều là để phục vụ việc cấp và đổi thẻ căn cước công dân. Ngày trước thì con nhà tôi có làm giấy khai sinh đăng ký ở xã nhưng mà bị sai tên đệm của mẹ. Thì hôm trước tôi cũng có qua bộ phận một cửa một lần rồi thì giấy tờ thủ tục thì nó chưa đầy đủ. Thì cán bộ bộ phận tư pháp thì cũng có hướng dẫn cho tôi là về bổ sung các cái giấy tờ còn thiếu. Thì về tôi đã bổ sung đầy đủ thì hôm nay tôi tiếp tục mang lên để nhờ cán bộ tư pháp thì là cải chính giúp đỡ tôi ạ. Không chỉ ở bộ phận một cửa của huyện mà tại các xã thị trấn những ngày qua đều tăng nhân lực, thời gian phục vụ nhân dân làm các thủ tục để cấp căn cước công dân được thuận lợi nhất. Thực hiện việc làm thủ tục căn cước công dân và gắn chip thì Ủy ban nhân dân cũng đã họp, đã chỉ đạo bộ phận một cửa là duy trì trực nghiêm túc một số cái đính chính cái thông tin sai sót của công dân ấy, thì là thuộc lĩnh vực của tư pháp thì là chúng tôi sẽ giao cho cán bộ tư pháp một số trường hợp nào phải sai sót phải đăng ký lại thì cái thủ tục để hướng dẫn người dân đăng ký lại là thuận tiện nhất. Và đối với cả chỉnh trong tàng thư căn cước công dân thì là công an là cũng là cái DC02 là thực hiện là rất là nghiêm túc, kể cả buổi ngày nghỉ, có hôm cả thứ bảy chủ nhật, có hôm cả buổi tối là anh em đã duy trì trực để tạo thuận tiện lợi nhất cho bà con đến giao dịch tại địa phương. Bộ phận một cửa của huyện Lai Châu là khi có nhận cái đề án là làm thẻ căn cước này là công dân lên rất đông so với hàng ngày khi thực hiện đề án là so gấp khoảng 2 đến 3 lần.
có ngày tiếp đến 10 đến 15, còn đến 20 công dân một ngày. Thì ban huyện cũng đã chỉ đạo chỗ phòng tư pháp là tăng thêm một cán bộ là vào một cửa để tiếp công dân, để hướng dẫn công dân làm thủ tục cải chính một cách thuận tiện và nhanh nhất. Hẹn thời gian công dân là 3 đến 5 ngày đến nhận kết quả, thì cho công dân lấy kết quả và để đi làm thẻ căn cước. Với sự phối hợp và vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, tin rằng huyện Khói Châu sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân điện tử như mục tiêu đã đề ra. Chuyên mục cải cách hành chính tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.